Vị thân mến, chiếc quà xinh xắn này chính là món quà mà VTV4 đã dành tặng cho các bạn trẻ kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam 2019. Món quà nhỏ này đã trở thành bạn đồng hành của các bạn trẻ trong suốt hành trình khám phá văn hóa đất nước, con người Việt Nam trong thời tiết mùa hè ngập tràn nắng gió. Nhân đây thì tôi cũng xin được bật mí rằng những chiếc quạt made by VTV4 này đã được gửi tặng cho Trại hè Việt Nam 2022 cùng cả những món quà đáng yêu khác. Vậy, Trại hè Việt Nam năm nay được tổ chức như thế nào và có gì thú vị? Chúng ta hãy cùng đến với điểm hẹn thanh xuân Trại hè Việt Nam 2022 của các bạn trẻ kiều bào trở về từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. 108 đại biểu trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài trở về từ 25 quốc gia đã chính thức bước vào hành trình Trại hè Việt Nam 2022. Mình mong muốn là có thể tìm hiểu được nhiều hơn về lịch sử của Việt Nam này, đi tham quan nhiều chỗ hơn này và để học hỏi để có nhiều kiến thức hơn về Việt Nam. Sự háo hức, sôi nổi, nhiệt huyết của các bạn trẻ kiều bào dường như đã át cả thời tiết nóng bức đặc trưng của mùa hè tại Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam! Tôi yêu Việt Nam! Từ những bỡ ngỡ của buổi đầu gặp mặt cả đoàn, các bạn trẻ đã nhanh chóng kết thân và tham gia các hoạt động đầu tiên tại Hà Nội. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên đã diễn ra buổi gặp mặt và vinh danh 8 kiều bào trẻ đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật và có đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng cộng đồng. Em rất vinh danh được nhận cái biểu dương này và em thấy rất hạnh phúc khi người ta công nhận được sức lực của em khi học tập và làm trong cộng đồng. Sau lễ khai mạc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sẽ là những điểm đến ý nghĩa và thú vị dọc theo chiều dài đất nước đang chờ đón các bạn trẻ kiều bào cùng nhau khám phá. Vâng, một hành trình Trại hè ý nghĩa, thú vị mới chỉ bắt đầu thôi và những điểm đến phía trước vẫn đang chờ đợi các bạn trẻ kiều bào trải nghiệm, khám phá. Và các bạn kiều bào hãy đừng quên chụp ảnh check-in trên mọi điểm đến cùng món quà nhỏ đến từ VTV4 nhé. Đặc biệt, các tin tức hoạt động của Trại hè Việt Nam 2022 cũng được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên các bản tin cũng như các trang mạng xã hội của VTV4. Quý vị đừng bỏ lỡ.